Rồi, hôm nay thì bổ túc mưa quá mọi người. Nói chung là mưa là tốt cho mấy bạn mới nha. Mấy bạn mới sẽ được tập thêm một cái bài gọi là mưa. Nè, đi trong mưa. Rồi, bây giờ hiện tại mình đang trên đường về. Đó, đèn cùng màu cùng dây là mình được phép đi thẳng ở đây. Hồi nãy thầy có nói rồi, đèn cùng màu cùng dây, xanh xanh luôn, đỏ đó luôn là mình phép đi thẳng trên làng một. Rồi, ôi, hôm nay là ngày gì mọi người ơi, coi nè. Nó đỏ ao luôn. À, rồi bây giờ mình lựa chọn tiếng phà mình về, đỏ hết luôn rồi mọi người. À, từ cao tốc là ngay chỗ Nhân Trạch nè. À, rồi vô đầu cao tốc là vô là biển vàng với đỏ luôn rồi. Ok, đỏ hết luôn nguyên cái cao tốc luôn rồi. Nên là mai là thứ hai nha mọi người ơi, chứ không phải là ngày thường ha. Không phải là thứ bảy chủ nhật ha. Ok mọi người. Đi phà Nhân Trạch nha mọi người. Rồi em đi tiếp. Chứ đỏ cái này là biết chừng nào về. Rồi đi. Đen cùng màu cùng dây là mình được phép đi thẳng nha. Rồi em đặt ra lên. Nên mà các bạn có biết là các bạn cứ đi cái cánh giữa hoài, nó chống ở bên đây không có ai đi hết á, thì mình đi. Chút xíu mình sẽ theo trên mình đi cái lối về phà nha các bạn. Đường phà thì nó hơi xa hơn. Nhưng mà được có một cái là nó thông thoáng hơn, kiểu phà là đang kẹt ở ngay chỗ đầu phà thôi. Rồi tiếp tục. Đây là hai anh em đi tắm mưa, trải nghiệm mưa. Giảm lại, mọi thứ nhìn phải. Rồi buông thẳng ra. Rồi đặt ra lên, đi. Rồi mọi thứ nhìn trái lại. Lúc đó mình thấy người ta băng qua thì mình làm cái gì, quan sát phía sau liền. Chân gà thắng nhưng mà không sao, mở chân nhanh thì cũng làng qua, hiểu không? Ok, đặt ra tiếp. Đó là mình phải quan sát kỹ. Thì ở trên kia nó có bốn cái biển báo chụm nhau là điểm giao nhau, thì có xe nó mở chân nhanh là cũng đi quay đầu lại. Đó. Trời, các bạn có nghe mấy con di động nha. Đặt ra. Xe mình được có một cái là nước mưa rớt xuống là giống như to nữa không, nhưng mà chấp nhận được nha mọi người, tại vì mình chưa cấp anh, chỉ cần cấp anh âm ở trên là ok. Quá trời lớn luôn. Rồi hồi nãy mình mở đèn là các bạn khi trời mưa các bạn phải mở đèn không mù, trời âm u tối là cũng phải mở đèn không mù. Rồi khi mưa lớn cái này thì các bạn mở đèn gọi là đèn chiếu gần. Đèn chiếu gần có mở đèn gầm, các bạn mở nên mở đèn gầm luôn, đèn gầm để cho nó bám đường hơn, nó vàng nó bám đường hơn đó. Rồi không em đi thẳng, em cứ đi thẳng. Và phần tiếp theo nữa là các bạn khi nào các bạn mới mở khẩn cấp, các bạn đi thì nằm mưa cực kỳ lớn không thấy luôn á, cách đâu khoảng 10 mét mà không thấy xe, các bạn mới mở khẩn cấp. Và có nhiều mình thấy là các bạn là cũng hay mở khẩn cấp nhiều lắm, nhưng mà các bạn di chuyển hướng đó, các bạn vẫn để mở khẩn cấp, thì lúc này tôi không biết các bạn đi về đâu, tôi biết sao tôi không biết các bạn đi về đâu. Khi các bạn muốn chuyển hướng thì các bạn tắt khẩn cấp đi rồi các bạn mở xi nhan, thì anh em ở sau người ta biết, người ta mới biết là mình đi về đâu, người ta mới né đó. Rồi mở xi nhan phải, rồi đạp ga dứt khoát cái chân ga đâu mà mình chuyển làn vô chống chơi, mình đi là mình phải nhanh hơn, mình cứ đợi cho người ta lên không à. Rồi cứ đi tàn tàn đi đều đó. Nãy ông nhỏ 60 ông đâu có nhường đâu, nữa không, mình nãy mình qua một khúc rồi đó, qua nửa đường luôn ông cũng không nhường, tại lý do sao mình chuyển làn qua mình không chịu đi. Tụi em mà phải chuyển làn chống thì tụi em phải đạp ga tiếp để đi tiếp, chứ không phải là chuyển làn qua và giảm chân ga lại, hiểu không? Đó, có nhiều cách để các bạn đi lắm. Tốt, rồi đạp ga tiếp. Nói chung hôm nay là bạn này là mình thấy
điện lại là quá ok rồi. Tại vì lúc đầu bạn vô sợ lắm, âm thanh bị ghè đó bạn, cái lo màn lo bị gắt đó, khi mình nói chuyện với mình là âm thanh bị ghè là biết liền. Rồi em chuyển qua trái. Các bạn nào mà lên xe mà chạy mà mình nói chuyện với mình mà âm thanh bị ghè là mình biết rồi, thấy không, bị tâm lý liền. Mình phải tạo, mình nói chuyện các kiểu này nọ cho các bạn âm thanh bớt lại rồi. Rồi em giữ khoảng cách nha, nhìn mưa tới trơn á. Mưa thì mình đã nói nhiều rồi, các bạn chuẩn bị nếu mà cái gạt nước mưa của mình mà nó cuồn quá thì các bạn hãy thay đi nha, thay cái lá liễu đi nha. Rồi thứ hai nữa, các bạn có thể hỗ trợ về cái phần mà cho nó trơn cái kính. Nhiều khi các bạn gạt nó mưa tốt nhưng mà các bạn gạt nó kính nó vẫn bám nước, thì lúc này các bạn có thể sử dụng nhiều thứ lắm. Riêng mình đang sử dụng là ba em, các bạn có thể lấy chanh các bạn chà lên cũng được, bắt đầu dùng cái khoai lang tây các bạn chà cũng được, thấy không. Khi mình có ba em này mình sẽ sử dụng ba em, nó cũng dễ xài lắm. Ba em thì có thể là mình xài một mùa mưa, hoặc là có thích mình ở mình sẽ xài một mùa mưa hai lần. Rồi đèn cùng màu cùng dây, em cứ đi thẳng tiếp, đi thẳng lên trên đó, thấy không, cùng màu cùng dây, đỏ đỏ luôn, xanh xanh luôn. Khi nào đèn mà hai màu ha thì mình sẽ di chuyển vô giữa để đi thẳng vậy thôi. Mưa lớn lên đi, ai lùng chết chìm. Giờ này chỉ có thấp mền ngủ thôi, sướng nhất còn hoa làm cá lẩu sương sương. Tới con chuyện luôn. Các bạn mà đi với mình á, về lúc mà nào về cũng vậy, các bạn chân ga là các bạn đi đều ngon lắm, không có nhét giống như mới đầu tiên vô các bạn nhét lắm. Riêng mình là các bạn cho các bạn sử dụng ga rất nhiều để cho các bạn dạng. Ở trong là nước nhiều quá, mình hơi lấy lái nhẹ nhẹ qua bên phải chút xíu, mình thấy không, để mà nó xé nước qua bên kia. Và đặc biệt là khi trời mưa lớn các bạn nên đi là đi làn giữa, các bạn đi làn bên đây bên kia nó bắn nước qua, để ý không, cẩn thận. Bên kia mà chạy sát quá sẽ bắn nước qua là ba cái đá dớ đỏ, thấy không, vừa mới nói. Công nhỏ này nãy là không nhường nữa, mình qua một khúc mà cũng không nhường. Rồi đến ngay chỗ bò sữa Long Thành nè các bạn ha, bò sữa Long Thành 8 là phía bên phía trái, các bạn sẽ có một cái lối rẽ qua bên trái đặt ra lên em ngay chỗ cái tháp này nè, ha. Mình sẽ quẹo trái mình vô nha, để mình tía mình sẽ lựa chọn cái tuyến đường khác mình đi nha. Hiện tại bây giờ là nhân trạch bị kẹt xe và đồng thời luôn là cả cao tốc bị kẹt xe luôn. Ngay chỗ trạm y tế xã Long Phước nha các bạn, bên phải là trạm y tế xã Long Phước ha, ngay này chỗ bên Toyota nha. Bên gì Đô Thành, không phải Toyota mà bên xe. Nhà máy ô tô Đô Thành, nhích lên chút xíu đi, nhích lên luôn, mình lọt mà, lọt nhẹ mà, nghiêng qua trái chút, đúng rồi, rồi nhích lên, buông thẳng ra, đó, mình chen giống xe máy thôi.
Rồi đi tiếp, đi thẳng lên. Rồi xe kia tức quá, tưởng hôm qua luôn chứ. Công xe tải ông không chịu chắn qua. À, anh xe tải trên nó ảnh hiền quá, ảnh không chịu nhích dần dần qua. Nó nói chứ phải mình quẹo mà mình phải nhường cho xe làn chính người ta đi. Rồi bây giờ chen nè. Đây mình vô ngay chỗ nhà máy Đô Thành ha. Rồi đi tiếp, nhường cho mấy xe kia đi qua trước. Nguyên 8 đẹp không? Rồi đi. Đường hơi xấu chút xíu nha các bạn, nhưng mà bảo đảm cho các bạn lưu thông êm dịu nha. Không phải êm dịu mà lưu thông là đi về sớm hơn bên kia ha. Rồi đạp ga. Đường hơi xấu chút xíu. Rồi ơi, tôi vô nó ngập luôn má ơi. Rồi đi lỡ rồi. Có chút xíu à. Đi theo cái bánh trước nha. Rồi mình chỉ cho các bạn đi luôn là theo cái lối bánh trước của xe trước. Rồi em đạp ga nhẹ chút xíu. Đúng. Xe mình gầm cao không sao nha. Khuyến khích gầm cao đi vô đây nha. Giống như mình dựa theo xe trước để mình đi. Xe trước đi êm là mình đi êm luôn. Đó, cuối đường về phải vậy thôi. Nãy xe đó dằn thì mình đi sát đây à, sát lại êm hơn à. Rồi đi tiếp. Rồi đặt ra. Rồi ra lên. Đi theo mấy anh đó chứ thầy không biết đường à, mấy anh nói chỉ đường mình đó chứ thầy không biết đường đâu. Đỏ để ý nha, dưới đường nha, trời nắng thì tránh đen, trời mưa thì tránh trắng. Rồi em đi đập ra. Chịu rồi, nói trước á, mấy anh chỉ đường cho. Đó là lâu có khúc đẹp phải đạp ga lên, khúc xấu phải chậm. Đúng rồi. Để mình đi cái khúc trời mưa nó có xấu nha mọi người ơi. Tiếp. Chứ đường hồi nãy tôi thấy cộng lên là hiểu rồi. Đỏ không nói nha. Thấy mà đỏ, mà đỏ đỏ bầm hay là đỏ tím mà không nói, mà cộng lên nữa là biết là thấy nặng rồi. Không biết có va vẹt gì trên đó không hay là sao. Rồi xe kia đi trước mất tiêu là lạc đường liền. Rồi không biết đi sao luôn. Rồi đúng rồi, chạy thì phải đi theo mấy anh đó mới được à, đi theo dân địa phương mới được. Ngó bên phải coi thầy. Rồi đi. Đánh dư lái quá, hiểu không? Mình đánh là cái vụ cái đó là mình đánh một vòng là nó vô rồi. Mình đánh đâu cho hết lái chi rồi xong trả lại cho nhiều mỗi tay. Rồi xong, ô thấy rồi, dí theo.
các bạn quay phải xong các bạn đi tiếp nha bạn. À, ở đây có dê luôn nè, thấy không? Rồi rồi vô nó phá gì đang mấy cái gào của người ta đó. Rồi ôi vui 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 nó đi đường này vui không các bạn, nó quá vui luôn. Rồi em nghiêng qua trái chút xíu, đạp ga lên. Ồ, dê này bự nè, dê đực nè. Rồi đi tiếp. Ô dê dê đang có bầu luôn cả. Chó gà sữa mấy dê nó dứt luôn chó luôn á. Dữ lắm á, lỗi á. Xe 51 đi vô đây ha, nãy giờ có mấy xe vô nhiều là chứng tỏ trên cao tốc kẹt rất nhiều luôn các bạn. Ta sẽ qua hướng Nhân Trạch, ta đi vô đây. Đường hơi xấu nha, đó, cho các bạn trải nghiệm luôn rồi đi đường xấu như thế nào. Đó, thấy không, ngon lành. Em nghi qua thôi đi, rồi em đi đi. Em vô trước thì em đi trước đi, người ta nhường cho em đá đèn cái. Rồi người ta nhường rồi đó, rồi mình đi thôi. Tại cái đường này đường nó hẹp quá mà đó. Mình vô trước thì người ta sẽ nhường mình, còn người ta vô trước thì mình nhường cho người ta. Vậy thôi có gì đâu. Rồi đi tiếp. Với lại xuống giờ tháo mấy cái đó ra rồi chạy lên. Mấy xe này giờ đi vô đường trong hết rồi, thấy không? Mấy ảnh đi đường tắt hết rồi. Giờ là chuyến tỏ trên cao tốc được cực kỳ luôn nha các bạn. Hôm nay là thứ hai đầu tuần mà như vậy rồi. Chắc đang làm đường hay gì đó, không biết cái sự cố gì trên cao tốc hay không. Đó, kể cả thấy không? Đi về luôn, thấy không? Cô Thương đi trong đây luôn là hiểu rồi đó. Vậy là trên cao tốc bị kẹt cái gì rồi, người ta mới chỉ xuống với Nhân Trạch rồi xong ta đi hôn lối lối này ra mọi người. Rồi đặt ra lên. Bạn nào muốn ăn mít thì qua đây, qua cầu mít. Cầu này cầu mít. Trời ơi, ôi ôi xấu. Nhớ là khi các bạn đi xuống dưới nước sâu này là các bạn đi chậm chậm. Và thứ hai nữa có xe Honda kế bên hoặc là bên kia là các bạn cũng phải đi chậm chậm. Tuyệt đối không băng qua nha. Nha các bạn lưu ý nha. Nhất các bạn nào mà tôi đi qua đường tôi thấy hả, có nhiều trường hợp là băng ra nước văng vô người ta. Tội lắm nha. Mấy người đó coi lại nha. Xưa tôi bị dính một lần rồi tôi hận đến giờ luôn á. Tôi đi học vừa mới sáng sớm. Đi vừa đạp xe đạp đi hồi xưa đi học. Mưa xuống kìa, không phải là mưa mà chạy ngay dụng nước á, đợi có phát một cái má nguyên cái người nó đang dằn khè. Cái vô trường mới lấy vô bây giờ giặt ráo vô lớp thôi, vũ mặt vô ơi ơi thiệt. Lại quay đầu xa nó xe lại xa lắm, trời ơi thì giận tím người luôn. Ok mọi người, thì mọi người cứ đi cuối đường là ngay ra đây chợ ha. Các bạn sẽ quẹo trái nha, không có quẹo phải. Tại quẹo phải là cái chợ rồi, nhiều khi nó đông đúc, dân cư đông đúc, chi chiều nữa người ta họp chợ các bạn. Đó, mình sẽ đi quẹo trái. Và quẹo trái thì nó có cái biển báo hướng dẫn các bạn đi, nhưng mà các bạn đừng có theo cái biển báo đó nha. Cái biển báo nó đi cái lối cũ xa lắm á, đó, ra phải cắt lái 32 cây đúng không? Trời ơi, nó chỉ đi múc mùa lệ thủy luôn á, thấy không? Bây giờ các bạn quẹo vô khu dừng lại. Các bạn quẹo vô cái khu công nghiệp á, các bạn chạy hoài luôn, có 60 km/h mà chạy đường chống que luôn. Mình đi. Tiếp tục quan sát.
Rồi đạp ra tiếp. Dạ, em đạp ra tiếp. Đúng rồi. Cho lọt trên giữa nè. Đó, có hổ. Rồi, ok. Thì đến đèn xanh đèn đỏ tiếp theo thì các bạn quẹo phải nha. Đừng có đi theo cái mũi tên mà hướng dẫn nha. Đó. Đúng rồi. DDT319 ha. Đó, chứ ra đường DT319 3 km. Rồi đạp ga lên. Chứ đừng đi thẳng lên phà cắt lái nha. Đây có mũi tên nè các bạn thấy không. Đi theo chị, theo cái biển báo đó là hơi bị đuối á. Đó, các bạn quẹo đây nha. Các bạn mà không biết mà cứ đi theo kia là tốc độ có 50 thôi, mà đường nó xấu nữa. Rồi, ở đây mình sẽ đi khu công nghiệp. Tốc độ là 60, 3 làn đường ô tô. Rồi, anh đạp ga lên. Rồi, các bạn 60 ha, bụi trà bá mà bị cây tre không. Rồi, các bạn đi thẳng cuối đường, các bạn quẹo ra là vậy thôi. Rồi, mở lại cho các bạn coi, thấy đường nó thoáng rồi. Thấy chạy hoài 60, rồi cuối đường về phải, xong rồi mình ra lại cái đường Nhân Trạch. Sáng chết, thoáng luôn. Nhưng mà vẫn là 60 nha. Rồi, cho 70 rồi. Đó, rồi đập ga lên. Khúc này cho 70 nha mọi người, nãy khúc kia là 60. À, các bạn quẹo phải nha, vào trung tâm huyện Nhân Trạch ha. Đường vắng. Rồi lúc này đến đây cái mình ra đến huyện Nhân Trạch nè các bạn thấy không, mình ôm dòng xiến nè. Đó, mình sẽ quẹo trái, mình hướng về phà, thấy không, là con đường nhanh nhất luôn mà thoáng, nãy giờ đi thoáng lắm rồi. Nhớ cẩn thận xe máy, càng thoáng là càng nguy hiểm nha, càng vắng là càng nguy hiểm, các bạn nhớ lưu ý nha, chứ không phải vắng là an toàn đâu. Rồi em bo dòng xiến ha, tiếp tục đạp ga nhẹ đều. Nổi đêm trống thì mạnh dạn lên, sao nó yếu xìu rồi, nó mệt lắm rồi. Rồi mở xi nhan phải đi theo xe, à, xe tải đó đúng rồi. Rồi cái này các bạn đi thẳng hoài đến cái phà nha các bạn ha. Rồi nó được khoáng thôi, cái chuyện khúc kia là 50 thôi, nhưng mà qua khúc đó sẽ cho mình 60 hết. Ở chỗ này là kính thưa các loại trái cây này nọ, các kiểu gạo này nọ ha các bạn, thả hồn mua về nha. Rồi em cứ đi, ở đây cho mình phép mình 50 ha, còn ai đá đèn thì kệ họ ha. Rồi em giảm lại cho nó qua ha, tại vì họ không thấy được cái biển báo 50 thì họ chạy kệ họ. Rồi em đạp ga lên, đúng đi đúng tốc độ cho phép của mình, ở đây chưa bị bắt, chưa bị bắn, chưa sợ ha. Giống nhau hồi nãy đó, thấy không? Mình đi tốc độ 50 đủ 50, không có đá đèn hoài, chán thiệt, nhường cho qua luôn á. Rồi các bạn, sau khi các bạn chạy một hồi, các bạn đến sở Vũ Hữu đặc chuẩn nông thôn mới nâng cao, kính chào quý khách đã chuẩn bị đến này các bạn. Vào cua là chuẩn bị tới tới phà. Thì ở đây thì các bạn lưu ý, nếu mà trường hợp phà kẹt thì các bạn đừng bao giờ chen lấn nha. Các bạn này chen lớn là lực lượng chức năng là cho các bạn quay đầu lại nha. Tới trước thì đi trước, tới sau thì xếp hàng. Vậy thôi. Chứ mà đến sau mà đòi đi trước không về trước là không có cửa. Lúc đó là lực lượng bắt quay đầu lại. Đâu cho chạy, đâu cho chen kiểu đó được. Đâu muốn về trước thì đi chứ hàng không thôi. Chứ đường, chứ đi mà chen lớn cái này là đâu có được. Chỗ này là chen lớn nhiều lắm mọi người. Đó, tôi bị chen quá trời luôn. Mà không kẹt thôi là kẹt toàn là mấy tiếng cho lên không à. Rồi, ok, chuẩn bị đến phà. Bây giờ chút xíu mình chạy lên là mình sẽ mua vé thôi. Thì xe 7 chỗ 2 người thì khoảng 30. Rồi em dừng đây đợi ha, và chính sách dần dần lên chứ không có chen lớn ha.
nhiều mấy anh em chen qua tới bên kia đường luôn, trời ơi là chen ở trong chán muốn chết thiệt. Em hạ ký xuống chút được em thả ký đây xuống đèn không đúng không? Rồi chưa chừng nào chạy đến rồi đưa thẻ cho người ta. Vậy là mở cổng á, người ta hướng dẫn, người ta hướng dẫn mình xuống cái phà nào mình xuống ha. Rồi đưa thẻ cho người ta luôn. Rồi ok nói thôi. Rồi nếu mà chật mà thấy đường nó nhỏ vừa đủ chiếc xe này, có bàn chân phải mình đang đập ga đập thắng đó là đi nó giữa làn đường là mình đi ok ha. Rồi, đi thẳng xuống. Rồi em nghe anh nói đi. Không sao, mình mỗi túc xe số số tự động. Ở nhà xe gì anh? Ôi nhà siêu sàn hả? À? Nhà siêu sàn thì mỗi túc xe sàn thôi. Rồi đạp ga lên, đạp ga bên trái. Rồi, đúng rồi, theo hướng dẫn của người trên phà. Rồi sát quanh chút xíu. Đúng rồi, anh thầy đang kèm mỗi túc đi đang lên phà. Lên chút xíu nữa. Rồi giờ ok. Rồi. Được anh, trả lời chính N đi, kéo thắng tay lên rồi trả lời B. Chúng hồi là phà nó di chuyển là trả lời B luôn em. Khi lên phà các bạn chú ý là các bạn có đậu đừng có sát đích ta quá. Và thứ hai đừng có đậu bên hông nhiều sát. Tại vì sao? Và thứ ba nữa là các bạn phải chạy về N, các bạn kéo thắng tay rồi trả lời B. Để chi? Để cho B là nó đổ rồi, và đồng thời nữa là xe mình nó thắng à, nó thắng lại, nó giữ thắng tay lại, nó cứng à, rồi lúc này mỏi giờ thì các bạn để chân dưới sàn để cho nó bớt mỏi. Còn lúc mà xe phà nó di chuyển thì các bạn có sự rung lắc, nó có sự rung lắc và phà tấp vô cái cầu phao vậy có sự rung lắc mạnh, nên các bạn mở đi, các bạn cái đậu là không có kéo thắng tay là các bạn xe đẩy lên trước trúng liền. Có dao động mà sát quá là dính đúng không? Rồi nếu mà chở khách nhiều thì bắt buộc phải hạ kiến xuống hoặc là khách phê xuống, nhiều khi nguy hiểm lắm. Bình thường không sao, nhưng mà có sự cố này nọ mình phải cần thoát ra ngoài. Có người biết bơi thoát ra ngoài là không sao, có người ta biết bơi nhưng mà thoát không được ra ngoài thì cũng đi thôi. Đâu, có nhiều trường hợp là trong cái bữa mình đi cái phà đi cái tàu gì đó đúng không, chết mấy người đó là dũng mặc áo phao, có mặc áo phao nhưng mà trong cái lồng kính quá nó chìm xuống không có lối thoát ra thì cũng tiêu. Đó là phải ra ngoài thoáng để có sự cố gì mình còn xử lý. Đó là những cái nguyên tắc của trên phà, nhưng mà thật giờ sự bây giờ tôi thấy là ai cũng làm biến, giống như tôi vẫn ngồi trên xe. Không? Các bạn thấy tốc độ của phà được nhiêu? 11 km/h, 9-10 km/h. Không? Tốc độ cao lắm nha bạn. Đó, chuẩn bị vô bến nè, thấy không? Thì có sự rung lắc. Đó, các bạn chú ý. Xe có độ rung lắc là em chuẩn bị về số đúng không? Và hạ nắm tay. Có sự rung lắc là người ta đã cập cầu phao rồi, thấy không? Đó, chuẩn bị cập cầu phao. Nhiều khi lái mới nữa cập vô cầu phao chào đảo luôn, đúng không? Anh em chuyên nghiệp thì có đó thấy không, có sự rung lắc đúng không? Rồi đặt thẳng lại
hạ ngón tay xuống, vô số nó hạ ngón tay xuống. Mình sẽ xin kết thúc video clip này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ cho mình một like, được đăng ký kênh, bật chuông thông báo để đón xem những phần video clip mới. Chào tạm biệt cả nhà nha. Bạn nào yếu thì nên đi bổ túc tay lái thêm để nâng cao kỹ năng lái và lái xe an toàn. Còn bạn nào mà đã lái rồi thì có đây là những cái hướng dẫn cho các bạn biết cách đường đi ha.